coi như dập tay dập chân người ta sao hả? Đâu có thức không có quậy. Đừng có la chứ, mình vô mình nhào chứ, đừng có la chứ. Nó thấy nó chạy ra liền. Con mẹ mày. Đít mẹ mày đạn dạy mày như thế hả? Đít mẹ như mày đạn dạy mày như thế hả? Của nhân dân chúng tôi trời mưa trời gió, nhân dân chúng tôi đội mưa đội mũ đi đòi công lý đòi tài sản. Ông Phạm Minh Chết ơi, cái trang này đâu? Ông Phạm Minh Chết ơi, ông chỉ đạo cho Lê Thanh Quân dân phải không? Đây là ông Phạm Minh Chết. Đây là ông Phạm Minh Chết. Sao đâu? Đến mẹ nhà mày. Chúng mày nào có chứ có kia mà chúng mày ăn hết của người dân thôi. Ban tổ chức trung ương là chỉ đạo bộ chính trị, ban tổ chức trung ương. Ban tổ chức trung ương là chỉ đạo không gió thằng này nè. Dịch mẹ nhà nó. Trời mưa trời gió, nhân dân chúng tôi đội mưa đội gió đi tìm đi đòi công lấy. Coi như nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Ông Phạm Minh Chính ơi. Ủy viên trung ương Đảng ơi. Ban tổ chức trung ương Đảng ơi. Ông thay đầu gốc đàn áp dân đánh chân hả ông Phạm Minh Chính ơi. Xã hội ưu việt công bằng dân chủ văn minh. Ông là một vị lãnh đạo ban tổ chức trung ương. Mà ông thay đầu gốc đàn áp dân hả đánh chân hả ông Phạm Minh Chính ơi. Đã đạo Phạm Minh Chính trung ương đảng. Đã đạo Phạm Minh Chính trung ương đảng. Đừng ném con nữa cho cảm ơn. Đảng ơi. Đảo nô coi lại nhà của con. Đừng có đánh bằng hả. Ông chỉ đạo cho đầu gấu đánh chân hả? Ông nói đầu gấu đánh chân hả? Đi. Bao che nè. Bọn cháu có lấy đất của cô không? Không có lấy đất nhưng mà ở đây bọn trên dậy cứ đứng lên. Làm việc bọn cháu quy định kia rồi. Không cần nghe mấy cháu. Mọi người một việc, mình tao cho nhau nào. Mình đừng gọi. Nhân dân chúng tôi đứng đứng đây. Đây nè. Nhân dân chúng tôi đã có quyền đứng đây. Bỏ trên đây là trung ương đảng nè. Mọi người cứ đòi mà giết nhà các vô tôi đéo lợi đâu. Mọi người phơi phơi nào mà. Ban tổ chức trung ương đảng bỏ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam ra về đây. Mà cháu ơi. Ông Phạm Minh Chính ông thuê đầu gấu đàn áp dân. Nó đâu? Đi mẹ mày Phạm Minh Chính. Làm đi có đầu gấu đâu đây cô đừng nói thế nào. Còn đầu cô ơi. Tao nói vậy đó, đánh riêng là đầu gấu. Ai đánh cô nào? Dân mình đánh cô. Con nhân dân chúng tôi mưa gió này, dân chúng tôi xin chào cộng đồng mạng. Xin chào cộng đồng mạng đã chia sẻ cùng nhân dân chúng tôi, dân ba miền chúng tôi đi khắp Ba Đình. Đi giữa lòng Ba Đình Hà Nội đó đi đòi công lý, đòi tài sản. Lợi dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ. Đã đảo Trần Vinh Liên. Đã đảo thanh tra bộ công an số 3 Nguyễn Thiện Hiền Lê Trọng Sơn. Bao chiến tỉnh Bình Dương. Đã đảo Lê Trọng Sơn. Đi năng thang ngoài đường rồi đảng ơi. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Bộ chính trị. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đã trả nhà cho dân. Thủ tướng
nghiêng trung phúc, thâu thế nghiêng trung phúc. Thủ tướng nghiêm trung phúc, trả nhà cho người dân chúng tôi. Thủ tướng nghiêm trung phúc, đã đó nhà cầm quyền đã kiên đảng cộng sản Việt Nam Trần Minh Liên lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ, đã đấu lên Trọng Sơn thanh tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Thị Hiền bao che cho chủ tịch tỉnh Bình Dương, đã đấu lên Trọng Sơn, đã đấu lên Trọng Sơn. Đã đeo Hồ Quốc Dũng chủ tịch đến Bình Định lừa đền lừa dân dối đảng cướp đất cướp nhà của dân chúng tôi. Đã đeo Hồ Quốc Dũng chủ tịch đến Bình Định vừa dối nước lừa dân cướp đất cướp nhà dân chúng tôi không lo bán nền. Đã hồn bấy phía Hồ Quốc Dũng chủ tịch đến Bình Định. Hồn không phía dạy hồn dạy phía không mà chui ra đâu. Tại sao mà cướp đất cướp nhà gia đình tao mà không giải quyết, không trả? Coi như ra mà thấy dân chúng tôi rồi là cua xe vào, coi như là người cán bộ mà thấy dân né dân là cán bộ không khá gì, cán bộ đó không khá gì, thấy dân mà né tránh dân là cán bộ không khá, cán bộ không có ý thức. Đảng cộng sản Việt Nam ơi, quan nhân chúng ta để dân đường như thế này đây đảng ơi. Phải làm gì chúng tôi cũng mình tao được cho nhau chứ. Đảng ơi, cho đất cho nhà cho dân đi đảng ơi, đảng ơi. Trả đất trả nhà cho dân ơi, đảng ơi, đảng ơi, trả đất trả nhà cho dân ăn phúc ơi, phúc ơi, chỉ đạo trả đất trả nhà dân chúng tôi phúc ơi. Tổng bí thư ơi, trả đất trả nhà dân chúng tôi, tôi thân ơi. Cái kêu coi như ông Trọng ông gì yêu cầu trả đất cứ đáng đẻo nhà làm sao. Tổng bí thư cũng muốn trả má chỉ đạo trả đất trả nhà dân Bình Định ông Trọng ơi. Dân chúng tôi đi nắng đi mưa ông Trọng ơi. Dân chúng tôi đợi nắng đợi mưa áo mưa đây ông Trọng ơi. Ba hồn bấy vía ông Phúc ơi, trả đất trả nhà dân chúng tôi đi về trời mưa trời gió. Ba hồn bấy vía Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ba hồn bấy vía Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ba hồn bấy vía Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ba hồn bấy vía Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ba hồn bấy vía Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ba hồn bấy vía Tổng Phú Trọng, ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà cho dân. Ba hồn bấy vía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trời mưa trời giăng,
dịch bệnh mà nhân dân chúng tôi phải đi đòi công lý, đòi tài sản bằng pháp quyền. Cả đất cả nhà cho dân. Ba ông bị viên pháp quyền. Cả đất cả nhà cho dân. Tuyên nhân dân pháp quyền. Cả nhà cho dân. Ba ông chính. Cả đất cả nhà cho dân. Ba ông chính với chủ tịch quốc hội Kim Ngân. Ba hồn chính với chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi. Cả đất cả nhà cho dân. Ba hồn chính với chủ tịch quốc hội Kim Ngân ơi. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 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 Ba hồng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Ba hồng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cả đất cả nhà cho dân về ổn định cuộc sống. Ba hồng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Quan lên phía tàu. Ba hồng bay phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 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 Cho đất cho người cho dân về ổn định cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cho đất cho người cho dân về ổn định cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 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 Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân. 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 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân chúng tôi là coi như là mất đất mất nhà. Nhân dân chúng tôi ra đây mấy tháng rồi, 3-4 tháng trời rồi. Tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội bà Kim Ngân
tại sao làm ngơ nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này? Trời mưa trời nhớ nhân dân chúng tôi mặn mang tao đội mũ đi dưới lòng Ba Đình Hà Nội để đòi công lý, đòi tài sản. Nhân dân chúng tôi trở về địa phương, có nhà, có cửa, có đất, có đai, nhân dân chúng tôi ở ổn định cuộc sống. Tại sao các người lại làm ngơ trong dân chúng tôi? Nhân dân chúng tôi nằm đây mấy tháng trời rồi, các người sao tầm nhắm mắt làm ngơ? Họ lấy mắt làm ngơ nhân dân chúng tôi. Nhân dân ở chúng tôi ở đây mấy tháng, 3-4 tháng trời, nhân dân chúng tôi nhìn đó nhìn khác. Trời mưa trời gió nhân dân chúng tôi đứng đây, trời mưa nhân dân chúng tôi mang tao đội mũ nhìn đó nhìn khác, đi đòi công lý, đòi tài sản nhân dân chúng tôi, để nhân dân chúng tôi quá khổ. Thầy trẻ chỉ đạo mà nhanh chóng chỉ đạo trẻ nhân dân chúng tôi đã về địa phương ổn định cuộc sống, để nhân dân chúng tôi quá khổ, mưa ướt ác như thế này mà chúng tôi còn vẫn đây, đi đòi công lý, đi đòi đất, đòi nhà. Bệnh quả như thế này mà chúng tôi còn phải vượt đây, đi đòi trả lại cái công lý nhân dân chúng tôi, trả đất, trả nhà nhân dân chúng tôi. Để nhân dân chúng tôi quá khổ vậy. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Bí Thư, ông có nhớ không? Ngày ông làm Chủ tịch Quốc hội, tôi ôm xe ông, tại số đường ấy kêu đối diện bệnh viện, tìm số xe của ông là 2089, tôi ôm xe ông, bắt tôi về phường, bắt tôi về phường 4 giờ chiều mới thả tôi về. Ông điện một cú điện là công an 9 giờ rưỡi là đến nhà tôi, biểu tôi về giải quyết. Mà sao đến nay ông lên ông làm Bí Thư Chủ tịch nước mà không chỉ đạo giải quyết cho tôi? Như vậy là ông bó che bệnh Bình Dương đúng không? Ông Nguyễn Phú Trọng, gia đình chính sách ưu tiên chỗ nào? Dùng quyền lực đàn áp dân. Ông Trọng ơi, tôi ôm xe ông. Hồi lúc ông làm Chủ tịch Quốc hội ngày 8 tháng 8 2011, lúc đó ông đi chiếc xe 4 chỗ 2089, ông còn nhớ không? Chủ tịch nước Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, lúc đó ông làm Chủ tịch Quốc hội. Ông bó che bệnh Bình Dương đúng không? Để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này, đối khác nhìn em trời mưa đầu gió ướt ác, chúng tôi mang tới thôi mồ để đi tìm con đòi công lý, đòi đất đòi nhà. Ông Trọng ơi, tôi bên em Nguyễn Phú Trọng ơi, để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Ông Trọng ơi, nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ơi, ông lấy mặt làm ngơ hả ông Trọng ơi? Bé Hùng Mỹ Giang Trọng ơi, ông lại lên chủ tịch nữa, để mà nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Ông Trọng ơi, ông đừng có làm bộ như thế. Ông Trọng ơi, hàng với giặc ác với dân, ông cầm đầu ông thấy đầu gấu đàn áp dân hả ông Trọng ơi? Ông đừng làm bộ gì thế này. Ông Trọng ơi, tụi tôi tội phạm gì? Ông lo mẹ ông Trọng ơi. Ông đừng làm bộ gì thế. Ông Trọng ơi, bè lũ đầu gấu. Ông đừng làm bộ gì thế. Ông Trọng ơi, để nhân dân chúng ta trời mưa đời gió khô gian của Quốc ơi. Ông đừng làm bộ gì nữa Quốc ơi. Ông Trọng ơi, bây giờ chúng tôi không còn nhà còn cửa, chúng tôi ở đâu đây ông Trọng ơi? Chúng ta nhân dân tôi hy sinh cho đất nữa, đó là cái gì để quốc phòng quốc gia? Ông Trọng ơi, đừng cướp của tôi mà 4 giờ sáng đi cướp của dân, đi đem phân lô bán nên lợi ích nhóm ông Phúc ơi. Tại sao như vậy mà ông quá bồ nhìn ông Phúc ơi? Ông đừng làm bồ nhìn nữa ông Phúc ơi. Hay ông đứng ra trả đất trả nhà dân chúng tôi đông Phúc ơi. Ông đừng có làm bồ nhìn nữa ông Phúc ơi. Hay trả đất trả nhà dân chúng tôi đi về đó ông Phúc ơi. Có cuộc sống nào mà ông chồng ơi.
Ông Trọng ơi, ông Phúc ơi, bà Ngân ơi, các vị đừng có làm bộ nhìn nữa, đừng có làm bộ nhìn nữa các vị ơi. Hãy đứng ra trả đất trả nhà dân chúng tôi đây. Đừng có làm bộ nhìn nữa các vị ơi. Nhân dân chúng tôi quá khổ rồi các vị ơi. Để nhân dân chúng tôi đầu mưa đầu gió, nhân dân chúng tôi cũng đội mưa đi tiện đòi công lý ông ơi. Nhân dân mất chúng tôi mất tự do, mất tài sản, mất quyền con người ông Trọng ơi. Đất nước ơi, đừng có nói nhân dân chúng tôi quá khổ sở như này. Nhân dân chúng tôi chiến đấu. Nhân dân về ổn định cuộc sống. Nhân dân chúng tôi chiến đấu. Nhân dân về ổn định cuộc sống. Thượng tướng dân Trung Quốc đừng có làm bộ nhìn nữa. Thượng tướng mua thủ lục ăn cướp. Chúng tôi rời mưa rời gió mà chúng tôi phải đi đòi đất đòi nhà, phải có chỗ mà ở ông cho phúc ông chồng ơi. Không là chúng tôi không có nhà, không có chỗ mà ở. Nhân dân chúng tôi là người quá, nhân dân chúng tôi bắt nhân dân chúng tôi chịu đựng, nhân dân chúng tôi là chịu đựng, người dân chúng tôi là quá đau khổ, cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Mà tại sao thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân biết bao nhiêu rồi, biết chúng tôi rồi, tại sao không giải quyết? Đến ngày hôm nay chúng tôi rất khổ sở như thế này. Đòi tao đòi mẫu đi đòi công lý, đòi đất, đòi tài sản như vậy. Chúng tôi có tài sản mà đi cướp, quan chức đi cướp như nhân dân chúng tôi. Quan chức đi cướp nhân dân chúng tôi. Quan chức đi cướp sát cho nhân dân chúng tôi. Ông đừng có làm bộ nhìn nữa, ông bố bố, trả đã đất cái nhà nhà đây. Trả đất đá nhà nhà dân chúng tôi đây. Quốc đâu hả? Ông Trọng, ông Quốc có bà Ngân, đừng có làm bộ nhìn nữa. Làm bộ nhìn đến bao giờ nữa trả cho dân chúng tôi? Làm bộ nhìn đến bao giờ trả lại nhân dân chúng tôi? Trả nhà trả đất cho dân ơi. Lên trả nhà trả đất cho dân ơi. Trả đến bao giờ trả nhân dân chúng tôi đã ổn định cuộc sống? Để nhân dân chúng tôi mưa, nhân dân chúng tôi phải đổi ra mưa đi tìm. Để tôi đắp đôi nhà, ông Trọng ơi, Quốc ơi. Ông đừng có ác lắm, ông Trọng Quốc ơi. Ngày hôm nay mà ông chịu trả nhân dân chúng tôi. Để đôi mưa đôi gió, nhân dân chúng tôi mang tao đôi mũ đi đôi, ông Đắp Quốc ơi. Ông Trọng ơi. Cái hồn vị với ông Trọng ơi, đừng có làm bốn gì nữa. Nhà của chúng tôi có ơn. Mà bây giờ cướp sạch mẹ cha con, vợ cha chồng quốc quân. Chồng quốc cho nó đồng quốc quân. Tiếp cánh của ông Điệp đây. Ông Nguyễn Hồng Điệp như vậy nè. Không giải quyết cho dân mà không mở cửa cho dân vào. Cướp sạch một cái nửa đảo chúng tôi nhà tòa. Ông Phúc có tao không bị gì ông Phúc ơi. Thằng hồ ngập dẫm là chủ tịch tỷ bao nhân dân bình thường. Nó là chủ tịch. Nó thọ nó giữ nó là. Anh cho
thân an toàn. Là tổ ai là thân an quốc vương. Ông đứng nó lớn thì hôn quốc vương nó lừa đảo ông quốc vương. Ta hôn ông quốc vương, bây giờ ông quốc vương. Ông từng có làm vua gì nữa ông quốc vương. Tôi thân quốc cho ông quốc vương. Từng có làm vua gì nữa ông quốc vương. Nhà nó đất của tôi đây. Tôi đang ngồi ở đây, ở chỗ đang ngồi đây. Ông đừng có làm bộ gì nữa ông Phúc ơi. Ông hãy tâm giác dạy đây trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi ông Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Tổng Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội bà 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 Kim Ngân. Các ông các bà đừng có làm bù nhìn nữa. Nhân bị dân quyền cướp đất cướp nhà cướp sắt của nhân dân chúng tôi. Trời mưa trời gió bệnh hoạn dịch COVID-19 mà nhân dân chúng tôi phải đòi mưa đòi mũ đi tìm đi đòi công lý đi đòi tại sao các người nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ qua nhẫn tâm yêu cầu nhân dân chúng tôi yêu cầu ông ba vị hãy tỉnh thức dậy để trả đất trả nhà lại nhân dân chúng tôi ổn định cuộc sống. Đừng để nhân dân chúng tôi trời mưa trời gió nhân dân chúng tôi đòi mưa đi đòi công lý như thế này. Các ông hãy nhìn ở đây, đừng có làm bộ nhìn nữa, để nhân dân chúng tôi đau khổ. Các vị là cao ca nhất mà các vị còn làm bộ nhìn như thế này để nhân dân chúng tôi như thế này. Trời mưa trời gió gia đình ông cha mẹ các ông, các người có ra đi mưa như gió như thế này được không? Hay là nhà ngồi chạy cửa nhà cao cửa rộng nhìn ra nhân dân chúng tôi đã cứ mưa gì mãi? Hỡi các vị triều đình. Đây là ngày 4 tây, ngày 4 tháng 8, nhân dân chúng tôi mưa rất to, nhân dân chúng tôi phải đổi mưa. Đòi cầm lấy mà các vị không xử lý, chủ tịch các tỉnh, chủ tịch tỉnh Bình Định đã trả đất trả nhà là chúng tôi. Các vị chỉ làm bồ nhìn để các chủ tịch các tỉnh nó lộng hành, nó ngồi xóm lên pháp luật, cướp đất, cướp nhà nhân dân chúng tôi trắng trợn, cướp cơ tổ chức. Chứ không phải là nói là đi cướp trộm cướp len đâu, đi cướp có tổ chức đàng hoàng, lợi ích nhóm, lấy tiền phân chia lợi ích nhóm để nhân dân chúng tôi như khổ sở như thế này. Chúng tôi mang đơn tố cáo đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tất cả là mọi cơ quan có thẩm quyền để giải quyết cái đơn tố cáo nhân dân chúng tôi. Mà tại sao không xử lý đơn tố cáo nhân dân chúng tôi? Còn bao che chủ tịch các tỉnh ngồi xóm trên pháp luật, khinh thường hiến pháp, không thực hiện hiến pháp là cái luật rừng, đàn áp nhân dân chúng tôi, cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi, cướp cả cái tự do nhân dân chúng tôi, cướp cả cái quyền của người chúng tôi. Như vậy coi như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sao lại coi như bà đặt đỡ ai, đặt đỡ cái hiến pháp để làm gì? Đặt đổi cái hiến pháp cũng là bộ chính trị quốc hội thông qua, mà tại sao đó các chủ tịch các tỉnh lộng hành ngồi xóm trên pháp luật để cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân dân chúng tôi? Đã đạo tham nhũng, đã đạo tham nhũng, đã đạo tham nhũng, đã đạo quan chức cướp đất cướp nhà hại nước hại dân, đã đảo quan cho cướp đất cướp nhà hại nước hại dân chúng tôi, đã đảo quan cho cướp đất cướp nhà
hai nước hai nhân chúng tôi. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo tham nhũng. Đá đạo quan chức cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Đá đạo quan chức cướp đất cướp nhà cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Đá đạo quan chức cướp đất cướp nhà cướp tài sản nhân dân chúng tôi. Đá đạo quan chức tham nhũng. Đá đạo quan chức tham nhũng. Đá đạo quan chức tham nhũng. Tôi là Nguyễn Thị Kim Thu, dân quan tỉnh Bình Dương. Tôi đi đòi công lý cho con trai tôi là Hồ Quang Khánh, khiếu nại quyết định số 4048 ngày 8 tháng 10 2001. Bữa nay chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là Trần Thanh Liêm lạm dụng chức vụ quyền hạn sửa hồ sơ quyết định số 4048 thành ngày 8 tháng 1 2001, báo cáo thanh tra Bộ Công an. Như vậy là chủ tịch tỉnh Bình Dương lạm dụng chức vụ quyền lợi báo cáo cho thanh tra Bộ Công an là Lê Trọng Sơn. Lê Trọng Sơn thanh tra Bộ Công an số 3 Nguyễn Thượng Hiền. Tôi đến tiếp tôi mà không nhận đơn, tôi xin trình bày với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ ông Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an. Tôi xin hỏi ông Tô Lâm một điều: nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề ra pháp luật để làm chi? Pháp luật để xử lý cho dân hay là pháp luật đàn áp dân? Nếu pháp luật là đàn áp dân, yêu cầu ông ra cái quyết định đi, chúng tôi đi về, chúng tôi không khiếu kiện gì nữa. Còn ông Nguyễn Phú Trọng, hồi lúc ông làm chủ tịch quốc hội, lúc ông đi chiếc xe, ông làm chủ tịch quốc hội ngày 8 tháng 8 năm 2011, ông đi bằng số xe 2089, tôi có chặn xe ông lại, bắt tôi về phường nhốt tôi đến 4 giờ chiều mới thả ra. Ông điện một cú điện về công an tỉnh đến nhà tôi 9 giờ rưỡi là ngày 8 tháng 8 2011 để giải quyết cho tôi. Sao đến nay không giải quyết? Tôi gửi đơn cho ông rất là nhiều lần, tại sao ông không chỉ đạo giải quyết? Lý do nào? Xã hội vô gì công bằng dân chủ văn minh, chính quyền thì bất công, chính quyền xã Minh Thành huyện Dầu Tiếng thì bất công. Tôi tố cáo Hồ Văn Lực là trưởng thôn ông để giải quan cho con trai tôi là Hồ Quang Khánh, bởi vì con trai tôi nhà nghèo không có tiền, mấy ông cấu kết với nhau, mấy ông đến bắt cóc con tôi không có một văn bản nào. Sau 16 ngày mấy ông ra văn bản số 143 ngày 16 tháng 1 năm 2001, con tôi năm tội phạm nhưng mà tiêu hỏi thì không có chứng cứ, phạt hành chính ai phạt thì không đưa ra được. Số công dân số 51 là con tôi đã giáo dục nhiều lần mà không sửa chữa, giáo dục tại địa bàn nào, gồm có bao nhiêu người tham gia họp đó. Như vậy xin thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước, như vậy có là chính quyền có xứng đáng một nhà lãnh đạo không? Còn tôi tố cáo Hồ Văn Lực có hành vi là trưởng thôn, có hành vi lưu trữ quân dụng trái phép, cùng lúc có 3 khẩu, 1 CKC, 1 AK, 1 R15, 1 cây R15, bắn 1 thanh tiêm tại ấp Cần Đông, thường trú tại ấp Bên Rộng, xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tôi là Nguyễn Văn Phúc, tự Thành, sinh năm 1959. Tôi tố cáo từ 2001 đến nay mà không giải quyết cho tôi. Ba cấp chính quyền xã Minh Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương có kết với nhau ăn hối lộ Hồ Văn Lực, bởi vì Hồ Văn Lực là một tiểu tư sản, không đưa ra xử lý. Hồ Văn Lực đã vi phạm pháp luật tại trang 2 nghị định C-47 mà không đưa ra khỏi tốt, bởi vì Hồ Văn Lực là một tiểu tư sản, nhà giàu, có tiền, chung chi cho huyện tỉnh, câu kết với nhau, đàn áp gia đình tôi, bắt cóc con tôi kêu quan 20 năm mà không giải quyết, bởi vì nhà tôi nghèo, con tôi phải ở tù 2 năm, mà tôi đi đòi công lý 20 năm rồi không giải quyết, pháp luật mấy ông ra để làm gì? Thì xin hỏi mấy ông như thế, pháp luật mấy ông xài ra, mà mấy ông không xài pháp luật, hiến pháp ông ra, mấy ông không xài hiến pháp, mấy ông xài lực rừng, đàn áp gia đình tôi, đã đâu, ở Ủy ban nhân dân xã Minh Thành, đã đạo Ủy ban huyện Dầu Tiếng, đã đạo chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là Trần Thanh Liêm, đã đạo ba cấp chính quyền bất công. Tôi xin hết, xin hết cộng đồng trong nước và ngoài nước để ủng hộ cho tôi livestream này để chia sẻ cho bà con đã biết nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đàn áp bức hiếp gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, phải khổ sở đứng đường 20 năm để đòi.
rồi không lấy cho con trai. Đã rồi ba có chính quyền xanh thành quyền vào cái tỉnh Bình Dương. Bà con ơi, có ai mất đất mất nhà bị nhà cầm quyền Việt Nam đã cướp đất cướp nhà nhân chúng ta không? Đảng viên đảng cộng sản cướp sạch đến dân chúng tôi. Mà con ơi, vậy mà đi đòi bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hơi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ để thất bại. Chẳng nên không không không. Dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chơi. Dậy mà đi núi sông đang chờ. Dậy mà đi à, dậy mà đi, dậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi đập tan cái bọn anh cướp. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chây khóc mãi. Vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa nhà. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bà con ơi, thức dậy mà đi đòi công lý bà con ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, chạy mà đây hỡi đồng bào ơi. Dân ta chiến thắng không bao giờ để thất bại. Dân nên khôn khôn khổ một lần. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chi. Vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta nhà. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Đừng tiếc nữa càng chây khóc mãi. Vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào. Đừng tiếc nữa càng chây khóc mãi. Vậy mà đi núi sông đang chờ. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà. Bao nhiêu năm qua dân ta sống xa. Vậy mà đi, vậy mà đi, vậy mà đi hỡi đồng bào ơi. Bà con ơi, hãy thức dậy mà đi xuống đường đòi đất đòi nhà đòi công lý bà con ơi. Bà con hãy cố gắng dậy thức dậy tỉnh giấc dậy mà đi đòi đất đòi nhà bà con ơi.
dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi, dân ta chiến thắng không bao giờ để thất bại, dân nên khôn khôn khổ một lần, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi, bắt đơn tiếc nữa càng chây khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi, đừng tiếc nữa càng chây khóc mãi, dậy mà đi núi sông đang chờ, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà, bao nhiêu năm qua dân ta sống ngoài đường, dậy mà đi, dậy mà đi, dậy mà đi hai đồng bào ơi. Bà con chúng ta coi như trời mưa trời gió, mưa to như thế này chúng tôi vẫn kiên trì. Bệnh hoạn Covid-19 mà nhân dân chúng tôi phải đội mưa đội trời, mưa trời gió như thế này, ướt át thế này, nhân dân chúng tôi hãy tỉnh thức dậy đây để đi xuống đường đòi công lý, đòi tài sản, đòi đất, đòi nhà, nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, mà nhân dân chúng tôi bị mất đất mất nhà, nhổ gốc đập trên đầu nhân dân chúng tôi để cướp đất cướp nhà là quan chức các tỉnh, quan chức 63 tỉnh thành, làm để nhân dân chúng tôi khổ sở như thế này. Nhân dân chúng tôi đội đơn, mang đơn tới các vị triều đình, một là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi hai ghế, hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ba bà Nguyễn Thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội, bốn là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nhân dân chúng tôi đơn có gọi đơn tố cáo quan chức đi cướp, mà tại sao các người không xử lý, không xử lý những người, những kẻ tham nhũng đó, những chủ tịch các tỉnh đó đã làm hại khổ nhân dân chúng tôi bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, mà các vị cứ nhắm mắt làm ngơ để làm bồ nhìn cho đỡ chủ tịch các tỉnh lộng hành, ngồi xóm đến pháp luật, khinh thường pháp luật, chà đạp đến luật pháp, đã cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi, đem phân lô bán nền lợi ích nhóm. Như vậy tại sao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông đừng có làm bồ nhìn nữa, ông hãy tính dắt lại đây, hãy dồn xuống nhân dân chúng tôi, ông đừng có dồn lên, ông đừng có dồn lên chừng nào thì nhân dân chúng tôi càng khổ chừng nay. Nhân dân chúng tôi nhân giàu nước mạnh, nghe không, ông nghe chưa, ông sẽ nói dân giàu nước mạnh, giàu trong sạch, giàu đẹp văn minh, mà tại sao ông để nhân dân chúng tôi như thế này? Không phải ông ngồi mát mà ông sao một bát vàng chúng đâu, một bát xương máu của nhân dân chúng tôi đó. Nhà ông Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một bát xương máu của nhân dân chúng tôi đó. Trời mưa trời gió như thế này chúng tôi vẫn đội mưa đi đòi công lý, đòi tài sản của nhân dân chúng tôi, bởi vì các vị cứ nhắm mắt làm ngơ, bao che cho chủ tịch các tỉnh lộng hành, ngồi xổm lên pháp luật, chà đạp lên pháp luật, lấy cái luật rừng đàn áp cướp bóc tài sản của nhân dân chúng tôi sạch trơn, công lý của chúng tôi cũng cướp sạch. Nhân dân chúng tôi đã mất quyền của người, còn mất tự do. Nhờ nhân dân chúng tôi đòi phải đòi tự do, tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam, tự do dân chủ nhân quyền, tự do dân chủ nhân quyền với dân tộc Việt Nam, tự do nhân dân chúng tôi được quyền làm chủ, tự do dân dân chúng tôi được quyền làm chủ, tự do dân chúng tôi được quyền làm chủ, tự do quyền làm chủ. Nhân dân chúng tôi nghe không? Các vị triều đình, các vị triều đình hãy lắng tai mà nghe một tiếng nói của nhân dân chúng tôi không? Trời mưa trời gió nhân dân chúng tôi đội mưa khoác áo mưa, đội đi giữa lòng Ba Đình Hà Nội để tìm, để đòi công lý, đòi tài sản,
mà các vị làm ngơ. Nhân dân chúng tôi hàng ngày đi giữa Ba Đình Hà Nội chứ phải. Các vị làm ngơ chúng tôi để nhân dân chúng tôi như thế này. Coi như là dân ba miền chúng tôi xin cảm ơn cộng đồng mạng, anh chị em yêu nước đã chia sẻ với dân oan ba miền chúng tôi vì trời mưa trời gió như thế này. Mưa to lắm, nhân dân chúng tôi đội mưa bất cỡ, chết sống nhân dân chúng tôi lặn lội để đi đòi công lý, đi đòi tài sản. Anh chị em chia sẻ mạnh lên để nhờ nhân dân chúng tôi có được cái chia sẻ, có được một tiếng nói, được các cơ quan trung ương sớm giải quyết nhân dân chúng tôi sẽ trở về địa phương ổn định cuộc sống. Đừng để nhân dân chúng tôi sống cảnh tha phương cầu Phật, sống cảnh màn trời chiếu đất như thế này. Cảm ơn anh chị em cộng đồng mạng đã chia sẻ cùng chúng tôi. Xin cảm ơn một lời thân thương mến nhất. Xin mọi người hãy vỗ tay cảm ơn những người mà đã chia sẻ nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn mọi anh chị em ạ.